Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game hay là chiến mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video thì chúc anh em xem video vẻ nhá. Đầu video thì anh em tôi xin một like và một subscriber để hỗ trợ channel phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, tình hình thì hôm qua thì đâu hôm nay bạn, lúc tôi quay video này là hôm nay đi, nhưng mà anh em xem là ngày mới rồi, anh em mùng 2 tháng 6, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 anh em. Không phải ngày cá tháng 4 nhưng mà Nami cho vẫn cho chúng ta leo cây các bạn, với một pha lừa kinh điển. Đấy, với thông báo là sẽ lên livestream và phát code cho anh em. Đấy, làm anh em hóng dài cổ ra và sau đó là không có gì hết. Thật sự là cũng không biết nên nói như thế nào luôn anh em. Khá là đau lòng. Rồi là quá là đau lòng này, khá đâu anh em, quá là đau lòng luôn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thông tin tương mới anh em. Và tất cả những gì hiện tại tôi đang có trong tay thôi anh em. Hiện tại chúng ta thông tin tương mới. Quà thì quà sự kiện chưa phát chưa gì hết anh em. Tất cả mọi thứ là đều chưa hết. Ok, giờ chắc chúng ta sẽ ghé qua fanpage để check sự kiện, check code quà luôn anh em xem tình hình thế nào nhá. Đầu tiên thì ở bên fanpage anh em. Bên fanpage hôm nay nhà phát hành không đăng cái gì luôn các bạn. Không có đăng một cái gì hết. Quà sự kiện mừng quốc tế thiếu nhi anh em. Đây đặt mốc là 21622 à. Ui, thừa luôn các bạn, 1k team à, chắc đây phải 4k anh em, thoải mái các bạn, rồi. Cái sự kiện phát cứng là mấy ngày nhỉ, tôi xuống check xem nào anh em. Sẽ được phát bao nhiêu? Buổi 48 đến 72 giờ anh em, 3 ngày lần. Kết thúc 31 thì nó phải ra vào tầm mùng 3 anh em nhé, mùng 3, mùng 4 mới có code các bạn ạ. Trời ơi, thế còn đợi dài dài. Ok, giờ tiếp tục chi nhập nhóm này anh em. Đây các bạn, đây, hôm bữa thì không đăng bài chim chiếc gì luôn anh em, không chim chuột gì hết. Đây. Kênh giống tuếch luôn các bạn. Đấy. Không có gì hết luôn. Đó. Không live stream không gì hết thôi, mất công may tôi cũng chưa đăng ký các bạn. Định đăng ký và theo dõi mà Nami làm kiểu hớ này thôi anh em, thôi đợi theo live stream tính tiếp. Ok, ngoài ra thì chúng ta thông tin với anh em này. Cuối cùng vị tướng ấy cũng đã được lựa chọn cùng nhà hóng ngày xuất kích Ameo Meo, các bạn biết ai đúng không anh em, biết vị tướng này là ai chưa anh em. Đây, chơi một quả thế bàn cờ anh em, đây hình ảnh cờ tôi không biết đây con tướng con xí con xe gì hết các bạn, nhưng mà đại khái là con đen đang đạp con trắng anh em, tình hình là như vậy. Thì vào comment thì có rất nhiều anh em nói thì tôi thấy cũng khá là ok. Lekoma Musi vua mèo anh em, vua ban đêm. Cái này thì chắc chắn là cũng đơn giản dễ hiểu thôi, bởi vì mới ra vua kia ban ngày rồi anh em, thì giờ ra ban đêm cũng chuyện đấy đó mà. Đá hậu là đá queen, còn đâu đá queen là đá sạn, sạn cộng neko nha anh em, còn lại tự đoán. Hậu trà nén lại là big mom. À đây là tướng đánh hậu, còn nén là no ít. Còn lại bộ ba thảm họa. Nhưng mà cuối câu bình luận có meo meo thì chắc chắn là Lekom Mamushi cao anh em nhé. Tôi có hình ảnh này. Đây các bạn, này, Nemo Mamushi. Hệ chắc là không chuẩn đâu anh em. Nhìn này hệ chắc không chuẩn đâu anh em, nhưng mà tôi có hình ảnh qua các bạn đấy. Đây anh em, chúng ta có vua mèo công thức ban đêm à. Nói chung tình hình thì chúng ta còn cốt fan cứng với là cốt mùng 1 tháng 6. Cái này chắc khả năng phát trong đêm anh em. Tôi nghi mùng 1 tháng 6 phát trong đêm nhưng mà thôi kệ. Ô quay clip sớm ạ. Đấy tình hình này hiện tại chúng ta đấy anh em, quả cáp và thông tin từ mới thế thôi. Ok nhưng anh em, đó toàn bộ thông tin từ thông tin mới nhất bên game anh em. Đó chúng ta có hai phần quà gift code đang đợi phát và thông tin về tướng mới. Còn theo anh em nghĩ đó là vị tướng nào hay comment để tôi biết nhá. Ok giờ thì quay trở lại anh game này anh em. Trước tiên là check đấu trường Corinda. Ồ không đánh lên nữa à. Ồ bát trạc không phản công đấy anh em. Mùa này chắc là mất top rồi anh em. Tôi nghĩ mùa này chắc không đứng được đâu anh em. Khó đấy. Ghé luyện tập nào. Ok một lần nữa quyết định đẩy map ban đêm. Thành bại tại thiên anh em. Kiên trì áp hết thành công. Có lên nào. Toàn team ra trận. Nhưng mà nếu ra Lekomomoshi thì chắc là sẽ là tướng đi kèm được với thôi anh em. Hay dòng chính xác à, nếu mà giờ ra là dòng chính xác đúng không? Ờ nhắm nhớ anh em để ra ngoài check xem là nó là tướng gì đó các bạn. Xem là đến hệ gì. Quên mất.
tí nữa quên anh em. Vì nhà phát hành lúc nào ra là nó theo trình tự hết anh em. Mưa là bền bỉ à? Ủa thế đến chính xác thật à? Hôm bữa nhanh nhẹn là ra ta correct trước khi ra Inuzashi là ra cháu nào ta? Tôi nhớ lại con nào anh em. À Capson Gang BG đó anh em. Bữa trước là Capson Gang BG xong đến Inuzashi à, nhảy gấu hệ như này à. Không lẽ giờ đến chính xác anh em. Nhanh nhẹn các bạn ạ. Khả năng là nhanh nhẹn anh em ạ. Nhanh nhẹn cao các bạn nhá. Còn từng hiếm thì chịu. Còn cho vào từng hiếm thì chịu anh em. Nhưng mà khả năng là cho vào nhanh nhẹn cao đây anh em. Lekamabushi đây anh em, là khả năng nhanh nhẹn sẽ là cao. Ok, giờ đi farm map đây anh em. Tập trung đi farm map nào. Ok, nói chung thì hiện tại thì trong team chỉ có bao nhiêu thôi anh em, không chịu thôi, chả biết làm nào. Ngồi hắng thôi, lót dép hắng thôi anh em, chứ làm gì giờ. Giờ chỉ có ngồi lót dép mà hắng thôi anh em. Đấy, à kính một cô con nạc tổ hơn 700 thùng bia rồi anh em, dạ tương mới ra là quẩy thôi. Ngao ngán gì nữa đâu các bạn, giờ đợi ra thôi anh em, chỉ sợ không ra thôi các bạn, ra là quẩy quẩy tới tầm tới bến luôn anh em, chứ đừng đùa. Dù là tướng nào chứ nữa, hiện tại đang meta này, nó kiểu gì nó bám meta thôi anh em. Uầy, tường nữa lại làm quả bùng nổ các kiểu anh em, điện giật các thứ, có khi lại bộ đôi đi với nhau đấy anh em. Dù rằng là một ông ban đêm, không tức ban đêm, không tức ban ngày đấy, nhưng mà đùa vào game lại đi được với nhau nữa đấy các bạn. Sự kết hợp hoàn hảo. Cũng có khi vậy thật anh em. Cũng có khi vậy thật, có lên nào. Thắt sần gang mê ghê, hay quá. Ờ kìa, Zizou rồi, anh em, Zizou rồi bạn hạ mới sợ. Căng đấy nhờ. Bót hạ không nói anh em, ui. Thề ba cháu, bốn, hai cháu đi bay màu rồi, à, Nami bay màu rồi anh em. Toàn thế nhờ. Đùa thề toàn giả man ạ, à. Cố lên nào. Ôi ôi, chưa đến sông là đất hết gánh rồi các bạn. Ok các bạn, hồi sinh lần nữa luôn anh em. Cố gắng các bạn, cố gắng hồi sinh lần nữa luôn. À cho tôi nó hơi mưa nha, nếu có hơi ổn thì anh em thông cảm thôi, không chả biết nói sao giờ các bạn. Hiện tại kinh tế hơi eo hẹp, không làm phòng cách âm rồi anh em, thông cảm. Tôi cũng có cái phòng nó cũng cách âm, nhưng mà hiện tại con thì đi ngủ rồi nên ra không qua quay được, qua đấy ngồi giờ con lại dậy mất công. Cũng khổ anh em. Trời ơi, tuyệt vời. Tiếp nào, gang mê ghê, một ping. Trời. Odin à, Odin. Tuyệt vời. Gang mê ghê. Ok, cắp sần gang BG. Ui, gang BG nhà mình làm cái quái gì vậy trời. Ui, chém đau thế nhờ. Thề chém kiểu đau giá man ý ạ. Bỏ qua đi anh em. Tôi sẽ hồi sinh Inuzashi thôi anh em. Nói thì nói vậy, gọi phải lên hết. Gata Odin ra trận nào. Chơi quả này xem sao anh em. Một ping này. Inuzashi này. Odin này. Ok, kiểu bay màu hai cháu đầu tiên rồi các bạn. Chưa còn nói nhiều anh em, chưa cần biết thế nào bay màu được, bay màu mất hai cháu đầu tiên rồi. Này chắc phải hết thịt à. Có khi nào hết thịt không anh em? Chứ cảm thấy nghi ngờ quá. Trời ơi. Thế cảm giác kiểu chưa đánh đã toang rồi anh em. Mình chưa đánh thì hết cảm giác tại cặp team mình đã toang rồi các bạn. Dã man đấy. Rồi danh này nó bổ cái này nữa thì ô đen máy quá.
Ôi, không đánh thì sống, đánh thì chết các bạn. Gặp quả rách xịn sò quá, cay thế nhờ. Thề đúng kiểu cay giá man ý ạ. Căng thế. Căng quá anh em. Ôi, Inuzashi chưa gì đã nghe sắp toang rồi anh em. Inuzashi nghe rồi, chừng chưa gì đã sắp toang rồi các bạn. Tiếp pha nữa nào. Cắt sần gang BG xiên bắn vào nào. Xiên bắn vào cắt sần gang BG ơi. BG ơi. Hôm nay đánh nghe tương lai đấy nhỉ. Ui giời. Bữa khen có câu anh em đã thấy bóng tối ập đến rồi. Còn chưa làm gì hết các bạn. Ôi. Ôi giời ơi luôn ạ. Cũng vậy anh em, chịu chịu. Ok, nói chung thì thôi anh em nhé, video này chẳng này kết thúc thôi anh em, hẹn gặp mọi người theo. Nói chung đều biết là anh em nghĩ sao về vị tướng mới cho tôi biết phần comment. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.